Chào anh em nhá. Ông anh này ông khoe là một ngày ông đi làm ông kiếm được 3 củ đều như vắt chanh. Chỉ muốn một sản phẩm 025 này, 02 này. Đều như vắt chanh, thấy không? Máy làm không thèm nghỉ ngơi gì cả. Đều như vắt chanh, 3 triệu một ngày, một ngày nhân cho 3. 33 là 9. Trừ chi phí đi một tháng được 50 củ. Ngon, thơm, bổ rẻ. Đây là xe miền Tây anh em ạ, miền Tây thì anh em thấy biết rồi. Con này thường hay tháo mui. Ngày 3 củ, tháng 90 triệu. Anh em nào là muốn mua con này thì anh bán cho lấy vía về mà làm ăn. Con này là đợt trước là tôi bán cho anh em ở dưới miền Tây. Đó, ông quay video lên hồ đấy. Anh lấy xe của chú về anh làm tháng 90 củ. Trừ chi phí đi còn 50. Anh em thấy hợp lý không? Mà mua thì giá lợn con luôn chứ. Làm 3 tháng lấy lại xe. Kinh thiệt.